à. <laughs> nào có tôi báo chị biết cái gì Ờ <laughs> à, mà thôi à, hôm nào tôi điện thoại à, nói chuyện với chị sao ha Giờ tôi bận rồi Rồi tôi okay, bye chị <laughs> Má tụi con mới về Má tụi con làm về ừ. Má nói chuyện với ai mà vui dữ vậy má Thì vì Nga bạn của má Bà khoe bà thêm một đứa cháu nữa Mà con biết không Con trai bà đó hả cưới vợ á Sao con mà bây giờ người ta hai đứa con rồi con giờ chưa có đứa nào hết trơn á phải chi á hồi đó con ưng nó thì giờ con được hai đứa con rồi còn má nói gì kỳ vậy má con với anh nó có yêu thương gì đâu mà cưới với lại chuyện có cháu ẩm bồng thì từ từ có mà má ba con mất á hả năm sáu năm rồi nhà này á tưởng có người thêm á đông vui Tụi con nghĩ đi Con đi làm hả Từ sáng tới tối mới về Má nhà có một mình à Buồn hiu à giờ má muốn có một đứa cháu để má ẩm Má bồng má thương nó cũng không được sao Mà nhìn cái tướng này chắc cũng có rồi Tụi con đợi công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện đó đó má Còn ổn định gì nữa Mà đúng rồi Con tôi bây giờ nó là phó phòng rồi à. Còn cậu phải ổn định lên chức có người lo kinh tế để cho nó rảnh rang nó xanh đẻ thôi mà tôi nói không đúng sao cô đề bạc cái thứ bất tài vô dụng vô công ty người ta chỉ cái phá sản thôi Chú quá nhiều trước. má ơi sao má cứ ngốc mẻ rồi coi thường chồng con hoài vậy má để coi 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 kìa coi kìa thôi đọc đọc. Anh mà sao cũng lên thay đồ đi ngồi đi yên chi vậy thì em biết rồi nó nói vậy thôi. anh không muốn nghe nữa đâu anh mua để anh nói anh sẽ ra ngoài muốn nhà ở Thằng chán ghét anh cảnh ở rễ mà đi ra vô mày xỉa xói nói này nói nọ nó không có gì phải sợ bệnh 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 gì để cứ nói vậy nói hết rồi cả nhà nghe luôn á sao giờ sao hả giờ chán ở rể là cái gì muốn ra ngoài ở mà túp liều đâm với hai quả đi vàng hả cái đồng lương của cậu hả con tôi không có cháu mà hớt nó đừng nói ăn cơm hay yên tâm đi vợ chồng con sẽ ra ngoài ở Rồi xài tiền lương của hai vợ chồng muốn gì để anh nói có cơm có cơm có cháu ăn cháu cái gì cậu nói cho đúng nha có cháu ăn cháu không cháu á vì con gái tôi nhịn đói phải không con gái tôi là cành vàng lá ngọc à nó đi theo cậu nó khổ ai cho ai cho đi theo cậu Trời má nói cái gì vậy má? Má nói không đúng sao? Đàn ông con trai hả? Bóng đèn không thay được nè Nước không sửa được nè Làm được cái gì? Ăn miếng nó thật đen trọng. Ai hầu nó? Đã vậy mà còn bất lực biết như gì? Không làm cho con gái tôi má số bầu được như gì? Má nói vậy đúng không? Ê, ê Cái đó là cậu nói nha, tôi không có nói nha Mà không dần là đúng mà Đúng Má nói rất đúng Con là thằng bất tài, thằng vô dụng không bao ngày hết lắm, cái gì cũng thua người ta hết đó có phải hàng ngày má đi ra đi vô má thấy cái bạn mặt vậy má chán ghét lắm rồi đúng không nếu như ngày hôm nay cô sẽ đòi khó đem nhà mình, thì cho má vừa lão chị đi đi thôi mà lắm được có đi đâu hết mà đồ okay. có chịu đi với anh thì không? không anh hỏi lần cuối có chịu đi với anh hay không thật rồi khỏi thấy khó xử anh giúp em luôn nè à. ở với má em đi anh đi một bên còn anh à, đây đi, đi 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 Mai mốt không có gì. về kêu tôi bằng má nữa nha Đi lùi đi Anh Minh Kệ nó đi Đàn ông trên đời này thiếu gì Chưa có chết hết con sợ Thấy không Ngồi nó chưa má Cô đi vài bữa nó cũng trở về với con à Thứ tài vô dụng nó không có đi đâu được đó Sao mà cứ có thành kiến với ảnh hoài vậy Đâu phải là ảnh không biết làm việc nhà rồi Cứ má cứ tụng chuyện này sợ chuyện kia mà nó ảnh vô dụng Con đừng có nói là chuyện nhà Bây giờ nói chuyện công ty thôi nó làm được cái gì? Là nhân viên hoàng cho con Thì con không biết nói làm sao với má luôn á Chỉ là tại công ty chưa có chỗ trống nào hết Cho người ta cất nhắc ảnh lên làm Chứ đâu phải là ảnh không làm việc tốt đâu Má không thấy cuối năm nào ảnh cũng được tuyên dương Là nhân viên xuất sắc nhất của công ty hả? Bây giờ thương phải không? Bình phải không? Chạy theo nó luôn đi Mai mốt con có khổ á Con chạy về đây hả? Là má không có nhìn con đâu, má không có nuôi con đâu Đi chạy theo nó luôn đi Thôi mà không, không ác con gì trơn á Vì tôi, tức, tức, tức ghê luôn Anh nghĩ thiệt, nghĩ coi em mua hai hàm bất cài vô dụng không Nãy giờ mày làm gì mà là mày cứ lặp lại con này hoài vậy hả? Tức nếu mà ở công ty á thì anh chắc chắn là mày không phải là thằng bất tài à, nhưng mà chuyện nhà thì anh không biết sao anh nói được đúng không ở rễ á là khó khăn đúng không quá khó luôn thì bây giờ mày phải kể anh nghe đi khó cái gì thì anh mới biết mà chia sẻ chứ minh ơi à! Linh con quá dưới của minh minh à Dạ má kêu con Ở trời ơi trời cái thằng quỷ Dạ Thằng hết thộn à má kêu lột chạy lên liền luôn á Cái gì má Vòng của má bị nước bóng đèn thì con dạ. thai giùm má đi Con, 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 con thai hả à? Con thai lễ má thai Theo tôi đợi vợ mày về thai Nè Thai, thai sao ai biết thai Ôi trời ơi Con có phải đàn ông con trai không con Thai bóng đèn mà không biết là sao không phải yếu con là ba điện đốm thì dính nó nguy hiểm lắm lỡ nó giật chết luôn á hay là để con con gọi con kêu sở điện lực xuống thay nha Tay ơi hai có một bóng đèn mà kêu sở điện lực xuống thay hả con vậy đó chắc Ê, ơi, trời ơi rễ tôi nè trời ơi má cho con ở rễ á là những chuyện này nè đứt bóng đèn nè hư ống nước nè con á đúng là đàn ông mà bất tài vô dụng như chứ làm được cái chuyện gì hết trơn Tại sợ bị điện giật thiệt mà Bây giờ không làm thôi. không? Tránh ra tôi làm hả? Ủa? Cứ làm gì vậy? Đứng đây cạnh Lỡ má bị điện giật tôi gõ cứu thương tới cứu liền. má liền có làm việc à? Má. 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 đúng rồi vô tích sự luôn cái chuyện nó có bao nhiêu đâu sổ xe có mấy trăm đồng bạc à cũng phải léo vợ mình tới trả làm sao má chắc là anh để quên tiền ở nhà thôi nè quên thì quên con cái chữa tiền lúc nào đó hả nó cũng thù lù trong ốc của mình làm sao mà quên được anh sao không rút tiền trong tài khoản đi em thấy uh, có cái trụ atm gần đó nè có rút mà mà tại tài khoản còn có 200 trăm ngàn đủ sửa xe cũng ừ, hơi nữa nha hôm nay nó chở tôi đi công chuyện bỏ tiền cho túi còn nước không đó, hả thì cầm xe đi mà trả lương đâu lương nó không trả Dạ Là... ít quá cái gì rồi gửi tiền về quê nữa lấy tiền đâu mà trả ráng đi ráng lên chức đi rồi có tiền nhiều mà lo cho vợ cho con của cha mẹ với quê nữa đó anh nghĩ rồi em có thấy là thằng bất tài vô dụng không vừa cười không trời ơi anh sợ mày thiệt luôn á cái bóng đèn mà mày không biết thay nữa thì bị tệ quá luôn á ai tôi tin tưởng ông kia qua đây nhậu ở tâm sự chia sẻ với tôi ở công ty á mày giỏi chuyện á à thì không nói đi nhưng mà về đến nhà á thì cũng phải biết sửa cái bàn sửa ghế hay là thay bóng đèn gì đấy còn cái gì mà không biết gì hết trơn à họ dưới quê chỉ biết ăn học à ông bà già không cho làm gì khi lên sài gòn đi học cũng chỉ là ăn học thôi anh nói mày nghe mấy mày không biết thay bóng đèn á thì giờ mình học cái bàn cái ghế đó, không lẽ nó hư chút xíu á mình đi dục mua đồ mới có mấy đại gia đâu học từ từ sẽ được chứ có gì đâu khó hồi nào chưa hơi thông rồi em ơi tính tiền để để, để 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 em Ở kia anh, dạ, anh dạy, em ôi được rồi để cho anh trả cho quên tiền nhà không có đi bụi mấy ngày nay hả mày có chiêu xài hoài nè à? là... cái dự án mà mày đang hay quá cái em tới tới taxi anh nghĩ là sao cái dự án này là mày sẽ dính dứt á ủa có lương cao hơn nhớ mà anh nhậu lại đó

Nè anh, Ăn miếng cháo đi Ăn Đau lắm hả? Hên là bị bị chày ở ngoài thôi á Nếu không thì Nếu không á Chấn thương sọ não Trời ơi có phước bảy đời nghe Nếu không á hả Xe tải mà phải chạy ngang vô người của nó Là cuộc đời con khổ biết chưa Trời má má bớt nói mấy câu mỉa mai anh giùm con một cái được không má ảnh mới bị tai nạn xong đó tai nạn này là tự nói làm má đâu có làm đâu mà con con nhằn má má nói cho con biết nha cũng may mắn lắm đó nói mà nằm một chỗ quá hả là con nuôi nó suốt đời đó con biết không trời thiệt á con muốn nổ tung đầu với má luôn vậy đó nó cứ vậy hoài chắc chắc con rỡ riêng với chồng con quá ít nhiều gì má cũng phải tôn trọng anh một chút chứ má muốn má tôn trọng nó ít nhất nó phải làm cái chuyện gì tích sự trong cái gia đình này nè nó mới tôn trọng con biết chưa không phải là gì không làm được những cái chuyện má muốn mà má có quyền coi thường ảnh như vậy má nhìn đi mấy cái thói hư tật xấu nè rượu chè cờ bạc rồi hỗn hào với má hay là không chung thủy với con má nhìn đi con à có đức mà không có tài á cũng bất tài vô dụng con biết chưa trời ơi cái kiểu gì má cũng nói được hết vậy má thử đặt má vô vị trí của ảnh coi má chịu nổi không má hồi xưa má dạy con là sống là phải biết bao dung sao bây giờ má khó tính quá vậy cái gì con nói má khó tính hả má nuôi con ba lớn đó đó tôi gả chồng cho nó bây giờ con quay lại con chửi má khó tính ông ơi ông ông về đây ông coi nè con gái của ông nó đối xử với tôi như vậy đó Bây giờ nó bình trọng nó Nó nói tôi khó khăn Phải chị em đừng có đi sớm Thì tôi đỡ khổ rồi Nhà mình á Không có đàn ông Nó về nó ở lại! Chuyện nặng chuyện nhẹ Cũng nhờ nó Mà bây giờ Đâu có nhờ được cái gì đâu Má ơi đừng có bù lưu bù lo làm như vậy Con mệt mỏi lắm rồi má nhiều gì má phải tôn trọng anh một chút chứ má muốn má tôn trọng nó ít nhất nó phải làm cái chuyện gì tích sự trong cái gia đình này nè à. không có tôn trọng gì chưa không phải là gì không làm được những cái chuyện má muốn mà má có quyền coi thường ảnh như vậy ở công ty á mày giỏi chuyện á à, thì không nói đi nhưng mà về nhà thì cũng phải biết sửa cái bạn sửa ghế hay là thay bóng đèn gì đó biết gì không biết gì hết trơn à là phải má vợ bỏ khó tính hay là phải mình không cố gắng ta ủa đâu sao té ngoài vậy cũng mai là không ai thấy tôi thấy dạ má. Ừ. cũng sạch quá ha má 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 đi từ từ cẩn thận nha con chừng té á con té hai lần rồi đó con biết rồi con nghĩ cái nhà này chắc phải thay đổi vai trò nội trợ luôn con gái á chạy ra ngoài đường tìm tiền. Còn đàn ông con trai á ở nhà dọn dẹp. Mà tôi không biết nha. Nhưng là tôi gả con đi hay là tôi cưới con dâu về tôi không biết nữa. Chỗ này lao chưa vậy? À, dạ chỗ đó hồi nãy té chưa có lao kịp. Giờ lao đi. À, Má đi còn hồi Nó nó té mất.

Má không có về à. Để em cầm cho Làm gì nay vui dữ vậy, vậy à, Má với em hôm nay đừng nấu cơm Ra ngoài ăn đi Con mời Trời Hôm nay chắc trời bão lớn rồi nha Triều Cường của chị nó ngập nhà mình luôn đó <laughs> Nó ở đây cả năm rồi bây giờ nó mới mời tôi đi ra ngoài ăn <laughs> Mới trúng số hả? Trời trúng số là chuyện nhỏ cái này còn hơn trúng số nữa Tặng sao? Đưa đây Cái gì vậy? Coi đi rồi sẽ biết Cái gì vậy? Giấy Giấy bổ nhiệm lên trưởng phòng Vậy là anh lên trưởng phòng hả? Cái sao? <laughs> cái dự án mà anh nghiên cứu bấy lâu nay á Đối tác rất là thích Cho nên sếp đã bổ nhiệm vượt cấp cho anh coi như là bây giờ em là cấp dưới của anh nha phó phòng biết rồi <laughs> hết đâu cái này là đối tác hưởng riêng cho con nè <laughs> sao má báo cho em biết sớm vậy tại anh muốn cho em với má mất ngờ thôi Vậy là con lên chức được phải không? Dạ lên cũng không có nhiều má lên có gấp năm lần <laughs> Vậy thì má mừng tốt Mấy mốt con có đi nhậu hay là xe hư gì đó khỏi mất công vợ con phải ra trả tiền nghe con <laughs> dạ con xin lỗi má ừ, khẩn tại con một năm về đây ở rễ mà con không làm được trò trống gì hết á ừ, làm cho má coi thường con rồi coi con là một người vô tích sự ừ, má bây giờ con biết rồi ừ, có gì má chỉ dạy con thêm chuyện nhà nha má con sẽ nghe má nói thật ra thì má cũng ích kỷ chỉ nếu mà má suy nghĩ thoáng ra một chút nữa thì con khỏi cần phải sống cực khổ trong cái nhà này má cũng có lỗi má xin lỗi con dạ không có đâu má lỗi là của con chứ không phải của má đâu cũng nhờ má mà con mới cố gắng trở thành một người đàn ông thật sự trong gia đình để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ của con rồi con của con sau này nữa <laughs> thật ra thì con mới là người có lỗi đây nè đáng lẽ ra đứng giữa hai người thì con phải giải thích với lại con phải là cầu nối cho hai người còn đằng này con bởi vậy người ta mới nói á hôn nhân trong gia đình không có sự tôn trọng sự độ lượng thì dễ đứng bên bờ vực thẳm cũng may là gia đình mình không có đó con cũng hên đó nha con <laughs> thôi thôi bây giờ mọi người cũng hiểu nhau rồi đừng có đổ lỗi nhau nữa con đói bụng quá à? mình ra ngoài ăn đi khoan <laughs> đã dạ bây giờ hai đứa phải hứa với má sanh cho má một đứa cháu dễ thương nếu không là má không có đi ăn đâu đó <laughs> tung lệnh má <mommy>. mi <laughs>